trở lại với đại gia đình Bim và Kiss cùng với những bé bắp thương yêu. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới quay trở lại tạo hình bận bộ đồ màu đỏ chiếc này. Đây là bộ đồ thứ gì đúng không? Họ bận mấy bộ, bận mấy tháng rồi không nhớ là cái bộ này là bộ thứ mấy nữa. Nhưng mà hôm nay thì đó cũng đã có một cái tạo hình nhất định cho cái bộ đồ màu đỏ này rồi. Hôm nay thì bận để quay video cho nó vui, tại vì treo ở đó thì bụi cũng đóng rất là nhiều rồi. Hôm nay mình có một trò chơi mà bận bộ đồ thì rất là cổ trang nhưng mà chơi đồ thì rất là hiện đại nha. Đây là what that smell, đó là cái đó là mùi gì vậy, mùi gì vậy. Thì sao đây là một cái trò chơi mà vô tình Bắp phát hiện ra. Bắp nghĩ là chơi một mình thì cũng vui và chơi đông người thì cũng vui, cho nên Bắp đã mua cái trò này về chơi. Thực ra cái trò chơi này có nghĩa là ở trong đây sẽ có rất là nhiều tấm thẻ, những cái tấm thẻ nhỏ nhỏ. Nói chung là nói cái giọng nó mệt quá, nói cái giọng bình thường nè. Các bạn có biết là hay có những cái báo mà chúng ta mua về rồi ở trong đó có nước hoa, có những cái tờ giấy để cho mình mở ra thì ở trong đó nó có mùi nước hoa, nó rất là thơm. Khi mà mình nghe những cái mùi đó, mình sẽ thích cái mùi nào mình sẽ có thể order, giống như là muốn những cái mẫu sample, những cái mẫu nước hoa để cho chúng ta ngửi biết cái mùi. Thì Bắp nghĩ là cái này cũng giống như vậy, nhưng thay vì là mùi nước hoa với mùi thơm ngào ngạt thì đây không phải là mùi nước hoa thơm ngào ngạt, mà cái này sẽ là mùi thúi, rất thúi và thậm chí có những mùi cực kỳ thúi. Bữa suốt cuộc đời mình chơi kiếm cái gì nó thơm tho thì không kiếm, và toàn kiếm mấy cái thúi đi chơi không là sao, không hiểu à. Nhưng mà thôi kệ, chơi như vậy nó mới kích thích, nó mới kịch tính. Ở trong đây á, nó ghi là có 50, trên 50 mùi khác nhau. Chưa gì á thì Bắp thấy sơ sơ ở đây nè các bạn, có những cái tờ giấy, chúng ta sẽ cào, nó sẽ bay cái mùi đó ra cho chúng ta hửi. Hửi xong rồi thì nói chung là trước khi mà chúng ta hửi, dĩ nhiên là chúng ta sẽ không biết đó là mùi gì hết. Hửi ngửi xong mình sẽ đoán mùi. Sau đó thì sẽ có một cái tờ giấy, mình mở xé cái tờ giấy đó ra thì ở trong đó là cái mùi, theo như Bắp được biết là như vậy. Nguyên bộ đồ đỏ, nhìn sợ quá các bạn ha. Các bạn có nghe ma áo đỏ bên trên bên đắp Bắp chưa? Sợ không? Thôi không có hù các bạn nữa, hù mất không, các bạn sợ các bạn chạy không có coi Bắp chơi cái này được. Đây, ở trong đây là có trên 50 mùi lận, cái hộp nó như thế này đó, và cái hũ này Bắp mua ở trên Amazon với giá là $12 là tầm 200 mấy á. Bây giờ thì Bắp sẽ khui ra nha. Ở trong đây đó là các bạn nhìn nè, nó có bốn cái hình ví dụ ở đây nè. Nó có hả mùi hôi nách, mùi hôi nách nha. Kế tiếp là nó có mùi ói, mùi trời ơi, nó không chỉ là nó còn nó vẽ hình nha, mà nó ghi cái lời diễn tả còn rất là gớm nữa. Mùi ói lợn cợn nóng hổi, kế tiếp là mùi chân thúi, rồi kế tiếp nữa là mùi tả em bé bị bể ra đó. Sao tự nhiên hả, chưa chơi mà Bắp cảm thấy hơi dị ứng rồi đó. Tại vì các bạn cũng biết kẹo thúi là một món cực hình đối với Bắp. Thì bây giờ chúng ta, ông mà cái kẹo thúi thì mình phải ăn, còn cái này thì mình không có ăn, mình chỉ hửi thôi, thì chắc là nó đỡ hơn đúng không? Thôi không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ khui ra và chơi nha. Rồi kế tiếp. Ô cái hộp này, ô giống hộp quà quá à. Cái hộp nó mở ra vậy giống hộp quà vậy chưa. Đây, ồ, ở trong đây nó có một tờ giấy để Bắp coi coi là có cái gì nha. Một cái tờ giấy là có luật chơi, có thể chơi từ 2 cho tới 6 người hoặc nhiều hơn cũng được. Cái này giống như là mình chơi xong rồi mình đoán coi đó là mùi gì, rồi cuối cùng ai mà đoán đúng nhiều nhất thì người đó thắng thôi các bạn. Thì đó là luật chơi. Nhưng mà bây giờ chỉ có một mình Bắp chơi thôi, cho nên Bắp sẽ để cái luật chơi này qua một bên, và mình sẽ chỉ ngửi và đoán mùi. Chưa gì là nghe cái mùi không mấy thơm tho rồi đó. Ok, ở trong đây bao gồm có hồi nãy Bắp tưởng cho cái này cũng là một cái phần trò chơi. Là nãy Bắp có nói với các bạn là mùi tả nè, mùi hôi nách, mùi chân thúi và mùi ói. Nhưng mà cái này là hình phạt, cái này để Bắp sẽ nói sau nha. Nếu mà có nhiều người chơi thì nó sẽ vui hơn, nhưng mà bây giờ chỉ có một mình chơi thì cái luật nó sẽ đơn giản hơn, nhưng mà nó sẽ không có vui bằng có nhiều người chơi. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ trải nghiệm thử. Ở trong đây có tới 50 mùi khác nhau lận. Là nó sẽ đây nè, đây là những cái bị nó đựng mùi nè các bạn. Mỗi một cái như thế này là bao nhiêu để Bắp đếm nha.
chúng ta sẽ có 3 cọc, mỗi cọc như vậy là có 16 mùi khác nhau. À, như vậy là chúng ta có 48, 3 cọc là có 48 mùi. Hôm nay thì chúng ta chơi một cọc thôi ha. Hửi một cọc này chắc cũng đủ chết rồi đó. À, không biết là trong đó là mùi gì nữa. Ban đầu bắp tưởng đâu là mùi hôi hết, nhưng mà không biết có phải là mùi hôi hết hay không. À, ở đây chúng ta có 4 cái bịch để mà một hồi nữa có thể là đựng mấy cái này, bắp nghĩ là như vậy. À, trong đây ngoài những cái mùi đó, để coi. Hết rồi. Ở trong đây còn có một cái này là để cho chúng cái y như là cái sổ biên lai luôn á, các bạn biên nhận á, nhưng mà cái này là để cho nhiều người chơi thì chúng ta sẽ phát ra và chúng ta ghi điểm vào trong đây, chúng ta ghi mùi và chúng ta ghi điểm vào. Nó có rất là nhiều mùi luôn. Có một cái nhỏ nhỏ như thế này, là cái này là cái sẽ giữ cái thẻ, giống như là mình ngửi xong rồi, nếu mà có nhiều người chơi nha, mình sẽ hửi, mình hửi xong rồi mình đoán, mình ghi xuống rồi mình sẽ đưa qua người kế bên, mình sẽ bỏ vào trong đây để cho người ta không đậy lại, bỏ vào trong đây và đưa cho người kế bên, rồi truyền tay nhau hửi cái đó và ghi xuống đáp án. À, như vậy thôi, đại khái cái luật chơi là như vậy. Chúng ta sẽ để dành 32 cái còn lại, và bây giờ chúng ta sẽ chơi 16 cái đầu tiên để xem là nó như thế nào, và cũng chỉ có một mình bắp chơi thôi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ thôi không chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ lấy ra và ngửi trước. Mình bắp sẽ để mấy cái đồ để đựng mùi ở đây đi. Ok, mình sẽ mở cái này ra trước nha. À, về bốn cái mùi mà nó thúi nhất, mà nó kinh khủng nhất ở đây á, là hình phạt các bạn. Thí dụ như mà mình chơi 6-7 người hoặc chơi một nhóm 10 người á, mà ai là người thắng cuộc, người đó sẽ chọn ra một cái người nào bất kỳ, người thắng cuộc được chọn một người bất kỳ và bắt người đó phải hửi một trong bốn mùi này. Tùy vào số lượng người, có thể bắt một người hoặc là hai người ngửi hai cái mùi thúi nhất ở trong đây. Khi mà bởi vì cái này nó rất là thúi, cho nên khi mà ngửi cái mặt của người ta khi mà người ta phản ứng với cái mùi thúi nó sẽ rất là mắc cười. Vì vậy nếu như mà cái người mà bị phạt á, thì cái người mà thắng cuộc người ta sẽ đưa cái mùi thúi nhất cho người đó hửi, rồi sau đó là quay lại cái khoảnh khắc mà cái mặt người kia nhăn nhất. À, giống như là đó là cái hình phạt gì đó, còn cái này là cái hình phạt thôi. May quá các bạn ơi, hồi nãy tới giờ bác cứ tưởng là cái mùi này nó cũng thúi quá, nhưng mà không, chỉ có bốn cái này là nó thúi nhất thôi, bác nghĩ là như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi nha. Bác sẽ lấy ra đây, nó y chang nhau rồi các bạn. Mỗi cái thì nó sẽ như thế này. Ở đằng trước nó sẽ có cái tờ giấy là what's that smell, là cái đó là mùi gì vậy. Ở đằng sau là không có gì hết. Cái này sẽ là cái để cho giúp chúng ta chà cái mùi ra để mà hửi thôi, chứ thôi cái này thì không có sử dụng gì nhiều hết á, chỉ là chà ra để nghe cái mùi và hửi thôi. Bây giờ thì nó chỉ mình á là cái này nó như thế này nha. Mình sẽ mở cái này ra. Đó, mở cái này ra thì ở bên trong nó như thế này. Ở trên đây sẽ là cái phần để cho chúng ta lấy cái này, chúng ta chà nhẹ, cái mùi nó sẽ hiện, nó sẽ bắt đầu ấy ra cho mình hửi. Còn ở dưới đây là cái phần câu trả lời, khi mà mình hửi xong rồi mình đoán coi cái đó là mùi gì thì mình sẽ phải mở cái phần này ra để coi là mình đoán có đúng hay không. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chơi nha. À, đúng như mà có người chơi, đông người chơi thì sẽ có tính giờ nữa, mỗi người sẽ có 60 giây hoặc là 30 giây để mà ngửi và đoán xem cái mùi đó là mùi gì. Bây giờ thì bác sẽ hửi, chưa có chà ra nhưng mà hửi thử coi là có mùi hay không. Trời ơi, chưa có chà ra luôn mà nghe mùi thúi rồi đó. Cái mùi nó gớm lắm, nó tởm lắm. Nó giống như là mùi phân. Nó giống như là mùi phân em bé đấy không? Có khi nào cái mùi này là mùi tải em bé mà bị xì hơi không? Gì mà ác vậy, mới bịch đầu tiên mà. Theo như cái tờ hướng dẫn sử dụng, nó nói là mình sẽ sử dụng cái này. Mình chà một cái thì cái mùi nó mới hiện ra, nó mới bay ra, nhưng mà không cần chà đâu các bạn. Mở ra một phát là nghe mùi rồi, bây giờ là phải ngửi thử coi là mùi gì. Bác vẫn chưa phân biệt được, vẫn không biết đó là mùi gì luôn. Trời, chúng ta còn 16 thẻ, chúng ta còn tới 15 thẻ nữa đó. Trời, cái mùi đó nó thụm mà nó mắc ói lắm luôn á. Hồi nãy giờ hết do bị nhiều á. Ông chỉ đoán được nó là mùi phân thôi, mùi cứt mèo. Mùi cứt mèo, trời ơi. Bây giờ chúng ta sẽ coi thử coi là kết quả là gì nha. Đây, kết quả nó ghi là cái này là sẽ khi mà mình ngửi thì dĩ nhiên là mình sẽ không thể nào mà cho chính xác 100% cái đó là mùi gì. Thì trong đây nó câu trả lời của nó, nếu mà trả lời đúng chính xác là mùi đánh rắm đó,
10 đánh rắm chính xác đó là năm được 5 điểm. Còn nếu như mà có nhiều người, người ta ngửi ra cái mùi nó là mùi thức ăn thối hoặc là mùi những cái đồ thối rữa thì được 3 điểm. Còn có nhiều người thì nói chung chung thì nó là một cái mùi thúi thúi thì được 1 điểm. Nói chung á là sẽ có câu trả lời chính xác nhất nếu mà trả lời chính xác được 5 điểm, còn những cái mà gần gần đúng thì sẽ được điểm. Nhưng mà bữa nay thì mình không có chơi đông người. Đại khái khi mà chơi đông người á là chúng ta sẽ ngửi nha, chúng ta sẽ bỏ vào trong đây, cái này là có số, cái cây này, cái cục để đựng thẻ này là có số đó. Mình sẽ mở ra như thế này để mà mình hửi. Mình hửi và mình ghi số 2. Mình ghi vô cái này nè, số 2, mình ghi số 2 xong mình ghi đáp án của mình xuống. Khoan hãy coi đáp án. Nếu mà đông người chơi á các bạn thì mình sẽ truyền qua. Mình hửi khoảng chừng 45 giây mình sẽ truyền qua người kế bên và mình ghi đáp án xuống, và kế tiếp là có cái số khác. Trong đây có những số khác, ví dụ là số 3, số 4, số 5. Mình sẽ hửi rồi mình chuyển một vòng rồi mình ghi đáp án xuống. Rồi cuối cùng khi mà mình hửi hết những cái thẻ rồi, mình mới mở ra mình coi đáp án và mình kiểm tra. Rồi mình coi coi là mình được bao nhiêu điểm, mình sẽ cộng lại và mình biết là ai là người thắng, ai là người thua. Thì đó là luật chơi. Nhưng mà bây giờ là mình chỉ chơi có một mình thôi, cho nên mình ngửi được cái gì thì mình sẽ mở ra và mình sẽ biết kết quả ngay lập tức luôn. Trời ơi, hồi nãy giờ hửi hơi bị nhiều á. Mùi đánh rắm mà mình ngồi mình hửi khí thế luôn. Trời đất ơi, nó thúi lắm các bạn, nó thúi thiệt á. Nhưng mà các bạn có biết là cái cây cây mơ hả, cây lá mơ hả, nó có cái lá gọi là cây gì ta, cây thúi địch. Thường dân gian mình hay gọi là cây thúi địch đúng không? Cái cây thúi địch đó lại phải nói là có, nó thúi thiệt mà cái mùi của nó là thúi, cái mùi đánh rắm, thúi cái mùi hôi thiệt á. Là mỗi lần đi, có một lần bất tình cờ đi ngang qua đó thì đi chung với một đám bạn hồi xưa, thì thời còn đi học á, đi bộ về á, thì mình đi ngang qua đó mình nói là đứa nào vừa mới thả bom, thì ai cũng nhìn nhau nói là không có. Thì mới để ý là cạnh bên đó có một cái cây mới bứt cái lá đó hửi, thì đúng là cái lá đó nó thúi thiệt, nó thúi y như là ai mới thả bom vậy đó. Nhưng mà nó khác với cái mùi này thúi, thôi không dám hửi lại đâu, ghê quá, bỏ qua một bên. Trời ơi, hơn trời, cái tay của bác vẫn còn có một xí mùi nữa. Mình còn 15 thẻ. Thôi kệ, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi tiếp nhé. Trời ơi, cây trăm cài đầu tóc bù xù rồi. Tiểu thư con gái nhà ai ngồi chơi trò chơi gì mà ngộ nghĩnh. Thôi bây giờ mình sẽ mở ra cái mùi kế tiếp. Ồ quên, bây giờ thì bắt các bạn cũng biết rồi đó. Mình hửi xong rồi mình mở ra thì đáp án nó nằm ở dưới đây. Và bây giờ thì bác sẽ mở ra cái kế tiếp nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ hửi cái mùi. Không có cần phải kế tiếp cái này đâu. Nó không thúi các bạn ơi, may quá nó không thúi là bác mừng lắm rồi. Bây giờ chỉ cần đoán nó là mùi gì thôi. Nó giống như là có mùi bạc hà, nhưng mà chắc là bác phải... Ủa mình chà thì nó ra mùi mạnh hơn, mùi nồng hơn các bạn. Nếu mà mình không chà thì nghe mùi thoang thoảng thôi, mình chà thì nó ra cái mùi mạnh nồng hơn. Wow, thơm, thực sự là nó có mùi thơm nữa. Hơi giống như một loại mùi nước hoa á. Như vậy là đáng là mùi gì đây? Có khi nào để nó nằm trong những cái này không? Nhưng mà cái này thì chỉ có 30 thẻ thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái này thì chỉ có 30 mùi thôi à. Giống như nó để hình dớ nè, tỏi nè, bánh, đùi gà, dớ. Ồ bác nghĩ không phải đâu, không phải là nằm trong cái phạm vi những cái mùi này đâu mà mình đoán đại á. Mà cái này nghe mùi giống như là mùi nước hoa. Hơi giống mùi nhang á. Hơi giống mùi nhang trầm. Và cũng hơi giống mùi nước hoa. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ coi cái đáp án nha. Bác đoán đúng rồi, mùi nước hoa. Mùi nước hoa cho con trai, nước hoa cho nam. Đáng gần đúng là mùi... Đáng đúng nhất, chính xác nhất là mùi nước hoa cho nam. Thì chị nói thơm, mình càng ngửi thì càng đúng luôn mà. Đáng được 3, được 5 điểm là đáng mùi nước hoa. Được 3 điểm là nếu như mà các bạn đáng là mùi xà bông. Được 1 điểm thì đáng là tất cả những thứ có liên quan tới hóa chất. Đó là được 1 điểm. Nhưng mà làm gì có liên quan tới hóa chất nhở, làm sao hửi ra được cái mùi đó. Nhưng mà cái này là mùi nước hoa cho nam, chính xác. Trời ơi, mùi thơm thì mình đoán đúng, chứ còn mùi thúi thì làm sao mà biết. Trời, cái mùi nào nó cũng thúi, ai mà có can đảm mà hít hà cái mùi đó. Không, cái đầu tiên là hít hà hơi bị nhiều.
gặp đầu tiên mình không có biết là thực sự là ngửi như thế nào á, mình phải tập làm quen với cái trò chơi này. Ok, kế tiếp mình được hai cái rồi, bắt đầu bắp không có chơi ăn gian nha, bắp mở ra và bắp sẽ hửi. Trước khi mình hửi cái này, mình sẽ hít thở bầu không khí trong lành ở ngoài đây trước cái đã. Ok, trời ơi, muốn sổ mũi, muốn sổ mũi. Thơm mùi này thơm lắm luôn, rất là ngọt. Cái mùi hồi nãy là thơm cái dạng nước hoa, mình ngửi một cái là mình nghe cái mùi nước hoa, còn cái này là thơm ngọt. À, bây giờ thì bác sẽ chà ở đây để cho nó ra cái mùi thơm hơn. Chết rồi. Bác không lấy cái mới để bắp chà, bác lấy cái cũ, hình như nó ám vô cái mùi hôi á. Hình như là nó ám cái mùi hôi rồi. Cái này là cái thẻ cũ. Mình phải lấy cái thẻ mới mình chà, chứ cái thẻ này mình phải để dành, tại vì mình có 48 cái này mà có 30 cái thẻ cà. 30 cái thẻ chà. À đúng rồi, mình có thể chà hai mặt mà. Mình có thể chà mặt này xong rồi dòng sau mình chà mặt sau cũng được. Mà thôi kệ đi. Nó có mùi thơm thơm, mùi ngọt ngọt. Thì bắp hơi giống mùi bơ. Mùi popcorn, hơi giống mùi popcorn. Bây giờ thì mình sẽ mở ra và coi đáp án nha. Sunscreen. Nghe cái mùi quen quen lắm luôn á. Ở trong đây đáp án của nó là đúng nhất 5 điểm là mùi kem chống nắng, 3 điểm là mùi dừa và mùi vanilla, 1 điểm là mùi hóa chất. Một hồi nữa mình có kinh nghiệm, tức là mình nếu mà mình đoán chung hồi hơi đúng là cũng được 1 điểm rồi. Nhưng có óc có nghe ra mùi dừa, có nghe ra mùi dừa là được 3 điểm là rõ nhất, còn mùi kem chống nắng thì không có nghe ra, không có, hình như là tại bác không có xài kem chống nắng cho nên bác không biết cái mùi kem chống nắng là mùi gì. Kế tiếp. Ok. Không khí trong lành. Bác cần giấy chùi mũi. Trời ơi, ngửi một hồi mà muốn chảy mũi luôn. Các bạn ơi. Bay mùi đi. Đây, để đây. Tiếp. À, thuộc nữ lại. Ngửi mùi, thuộc nữ thôi. Rồi, bây giờ là sẽ không ngửi nhé. Mùi quá. Bác sẽ đoán đây là mùi ói, chắc chắn 100% là mùi ói. Tại vì nó rất là giống với cái mùi kẹo thúi mà mùi ói luôn. Nó đó. Không có can đảm hửi lại thằng thứ hai luôn. Không hửi lại đâu. Trời ơi, nó thối. Nó thối lắm luôn. Nó mùi ói chắc chắn luôn. Không phải là mùi ói mà là mùi miệng thối. Mùi miệng thối. Nó thối thiệt. Mùi miệng thối là đúng được 5 điểm. Sao không phải là mùi ói vậy? Được 3 điểm nếu như đoán là mùi hôi trên cơ thể hoặc là mùi tỏi. Được 1 điểm là chỉ cần nói thối thôi là được 1 điểm. Đây các bạn, đây là đáp án câu trả lời là chỉ cần nói thúi thôi đều được 1 điểm. Nhưng mà chính xác, câu trả lời chính xác là mùi miệng thúi. Nó ơi, nó thúi thiệt á. Bác không nghĩ là trên đời này có ai có cái miệng thúi như vậy đâu. Nó làm quá rồi. Có không? Nếu mà có thì rất là tội nghiệp cho người đó luôn á. Nó thúi mà mắc ói luôn. Quá đáng. Làm gì trên đời này có ai miệng thúi như vậy cha. Thiệt luôn á, là bắp đã từng ói rồi. Dĩ nhiên mà nói thì mình sẽ nghe cái mùi ói, và cái mùi ói đó nó y chang luôn. Mà vậy mà đoán mùi ói mà không đúng, thiệt là quá đáng. Trời, mới được có 4 thẻ thôi đó. Wow. Ủa sao dạo này mình chơi ngu hơi nhiều nha. Hết kẹo thúi, bây giờ tới giấy thúi. Ngửi mùi thúi. Ít ra cũng được 2 cái mùi thơm rồi. Quên, sao mình không để riêng được bao nhiêu mùi thúi, bao nhiêu mùi thơm. Trời ơi, mùi đánh rắm, mùi thả bom. Nó để hình rất là mất nếp luôn. Đây, các bạn thấy không? Hình cái mông rồi thả hơi ra nữa, xì hơi ra nữa. À, nó có hình kèm theo. Đây là mùi thúi nè, mùi thúi miệng nè.
Đây là mùi sunscreen, cái này là mùi kem chống nắng dừa, mùi thơm. Còn á hả, cái này cũng là mùi thơm, cái này là mùi nước hoa, nó có hình hết. Ok, nãy giờ tới 4 cái rồi mới phát hiện ra nó có hình đó. Tại vì bắp quá, bắp thấy hình thì có cái thấy, có cái không để ý. Bắp chỉ nhìn ở dưới thôi, bắp bị sốc tâm lý đó các bạn, bị sốc tâm lý ngay cái đầu tiên. Mùi thả bom, trời ơi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngửi tiếp. Thật bắp, lại đi chơi chung nè. Nani? Trời ơi, thúi quá. Có cảm giác bất an.